Anh hai rồi nghe. Bà nội hứa sao? Hứa là xong đợt này là làm sao bán bò đúng không? Đi ăn đề đó với bạn mới đền chi. Mà bán hết luôn hay sao? Bán hết mẹ con luôn. À bán hết mẹ con luôn. Điểm nghe. Nhất điểm là không nuôi nữa. Không nuôi nữa đúng không? Phá chục bò luôn đúng không? Rồi hứa. Đây mày cho anh hai nghe luôn.